Xin chào tất cả các bạn đọc của báo Tuổi Trẻ. Và hôm nay đó thì tôi sẽ xin trích cái câu hỏi của các bạn gửi về qua email của báo Tuổi Trẻ. Tôi xin trả lời thư của bạn Võ Tấn Đài 1988. Tôi có thuê nhà cuối cùng trong hẻm cục. Em dọn đến và thấy rằng trong xóm dân cư rất chuồng chơi nhạc sống. Cho tôi hỏi là có quy định nào về hoạt động nhạc sống không? Chứ đi về làm về ngày nào cũng là nghe mệt quá.